Chiều ngày 19 tháng 12, Phòng Kinh tế thành phố tổ chức nghiệm thu mô hình trạm đông đầy và tham dự sự kiện truyền thông giảm thiểu sử dụng rác thải nhựa tại chợ Hội An. Mô hình trạm đông đầy do Ủy ban dân thành phố phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Refillable Đông Đầy Hội An thực hiện. Mọi người mang chai nhựa sạch để đông đầy sản phẩm, mang chai nhựa bao ni lông để đổ rác lấy quà, tham gia chuỗi cung cầu các sản phẩm có chất lượng và giảm thiểu tác động tới môi trường. Sau hơn một tháng khai trương và đưa vào hoạt động tại chợ Hội An, đến nay trạm đã thu gom được hơn 250 chai lọ được tái sử dụng để đông đầy sản phẩm. Qua hoạt động này, ý thức về phân loại, tái sử dụng rác thải nhựa của bà con tiểu thương tại chợ Hội An được nâng cao, hạn chế sử dụng các sản phẩm chai lọ nhựa dùng một lần. Dịp này, tiểu thương chợ Hội An đã tham gia các trò chơi đố vui liên quan đến nhận thức về rác thải, về môi trường với những phần quà hấp dẫn. Cùng với đó là phần trình diễn giới thiệu cách làm nước tẩy rửa tại nhà, cách ủ rác hữu cơ thành phân hữu cơ trong rau sạch và giao lưu văn nghệ chủ đề về môi trường.